Chào mừng các bạn trở lại đến kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván đấu rất thú vị. Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo chấp kiện tướng quốc gia phí Mạnh Cường 1,5 tiền. Đây là nội dung cờ chớp chạm 7. Trận đấu này diễn ra ngày 2 tháng 1 2022, phát trên sóng Cờ Tướng Hằng Kỳ Hữu. Sau khi hòa nhau ở ván đầu tiên, đây là ván thứ hai. Mời các bạn thưởng thức. Sure. 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 Giang Jun. Giang Jun. Sure. Sure.
Xe 2 thối 5 bắt mã. Chỉ đến đây bên đỏ chắc chắn sẽ mất thêm một quân, cho nên tiểu phí đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2, gián cờ chấp 2 tiên.是。是军。 将军。
破事。 将军。 Pháo nằm, tân nằm, chiếu tướng bắt xe. Chơi đến đây, tiểu phí đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.